Sau đây mình sẽ giới thiệu mọi người cách kiểm tra độ chai pin của máy iPhone này. Đầu tiên bạn vào phần cài đặt. Lưu ý là cái cách kiểm tra này thì bạn cần phải cài bên phần mềm thứ ba nha. Vào quyền riêng tư này, nhớ vào quyền riêng tư này. Bạn kéo xuống vào phân tích. Đấy. Bạn bật cái nút lên. Đấy. Thì sau khoảng một ngày á thì bên Apple nó sẽ gửi dữ liệu phân tích về máy của bạn. Sau đó bạn vào dữ liệu phân tích này. Đấy, bạn chọn dữ liệu phân tích. Đó. Rồi bạn kéo xuống. Xuống nữa. Đó, đây là mình đã bật sẵn nên là được gửi về. Bình thường bạn bật thì khoảng một ngày nó mới gửi về. Rồi bạn chọn dòng này. Đây, 26 tháng đây, dòng này nè. Đấy. Dòng này đấy. Rồi bạn kích vào. Rồi bạn kéo xuống. Đó, kéo xuống. Gần như phía cuối cùng. Cuối cùng luôn. Gần như cuối. Gần vào này. Đây. Chữ hơi nhỏ nhưng tìm hơi lâu tí ạ. Gần cuối này này. Đâu. Thấy rồi. Đây rồi. Đây này. Đây. Đó, bạn tin cho mình cái dòng này. Đấy, của mình máy iPhone 7 ấy, còn 1900 này. Là pin còn tốt này. Đây. .com, Apple, .laptop. Đây, tiếng Anh mình không phát âm chuẩn lắm. Đó, bạn tìm dòng này nha. Thì bạn kiểm tra xem từ máy bàn còn bao nhiêu phần trăm. Đây. Hình như iPhone 7 của mình là 1900 thì vậy. 1900 thì còn nguyên, hình như vậy là tốt. Còn của bạn bán đâu thì bạn search xem từ cái máy của bạn ban đầu là mua về máy mới là pin nguyên bản của nó là mới là bao nhiêu phần trăm. Thì bạn chia ra bạn sẽ biết được hao bao nhiêu. Một phần trăm là bạn quyết định đi thay.